Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các anh nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 10 tháng 2 năm 2019 thì trước mặt quý vị tôi hoàn thiện xong hai sản phẩm là một chiếc kệ tivi và một chiếc đồng hồ cây gỗ hương. Chiếc kệ tivi này bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là một mẫu kệ tivi đồng tiền khá là quen thuộc của chúng ta rồi, hay còn gọi là kệ ba cục. Chiếc kệ này là chúng tôi là bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là tổng thể chiếc kệ, có chiều dài bề ngang là 2m4, chiều sâu là 40, có thiết kế là 6 cánh và 2 ngăn kéo. Mẫu kệ này thì cũng khá là quen thuộc với quý vị và các bạn rồi. Chiếc kệ này thì chúng tôi đang vừa phun một nước lót cho nó. Những phần ngăn kéo thì được đục triện chẳng hạt, và phần mặt là đục giải đồng tiền. Chúng ta vẫn hay gọi nó là kệ mõ đồng tiền hay là kệ mõ ba cục. Chiếc kệ này thì rất phù hợp với chúng ta để tivi tầm từ 43 inch là rất vừa. Bên cạnh đây chúng tôi đang có một chiếc đồng hồ cổ điển mẫu rất là mới, mẫu rất là châu Âu. Chiếc đồng hồ này thì chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá thưa quý vị. Đây, phần trên này là được làm rất là cầu kỳ. Đây là mẫu đồng hồ giống mẫu đồng hồ tứ trụ nhé. Tuy nhiên thì mẫu này chúng tôi không làm trụ mà chỉ làm thuôn dài không. Đồng hồ này có chiều cao khoảng độ 2m2 thưa quý vị. Chiều cao của đồng hồ này là 2m2. Thì mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là hình ảnh tổng thể của hai sản phẩm đây. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của hai sản phẩm ở bên dưới phần website mô tả tại đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết sản phẩm. Xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.